Vâng, xin chào toàn thể anh em Audio đã quay lại với Phạm Thức Audio trong ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 9. Và trong video ngày hôm nay thì em vừa nhận được một đơn hàng của một bác ở Hưng Yên. Bác đặt bên em lấy một chiếc lò xì Victor CAM550. Đây là một trong số những chiếc lò xì rất hay với cái giá thành hợp lý. Và nó có một cái đặc điểm ưu điểm là nó có cái đèn và volume to nhỏ. Đấy. Và đây, em xin phép được test sản phẩm này và sau đó sẽ gửi xe cho bác, bởi vì bác là người đứng tuổi, lớn tuổi rồi, em sẽ ship mà không cần đặt cọc. Và cũng bởi vì bác là người lớn tuổi rồi thì em cứ chắc chắn thì em ghi đây tín hiệu đường vào đây này, là cổng này đi thẳng lên vào, còn tín hiệu ra là đây một cổng nhá, cổng ra này, ra 2, ra 3 đây nhá, em đang cắm là ra 1 này, ra 2 này, và cắm vào hai đường cổng của âm ly, một đường cổng một tuner này. Đấy. Bác lưu ý nhá, là cái cổng ra số 1 này nó sẽ qua nút volume. Còn cái cổng mà ra 2 ra 3 này nó sẽ không qua nút volume. Đấy, đấy cái này là phải lưu ý. Đây này, không về nhà lại không hiểu đây nhá. Qua nút volume này. Đấy, nó chính đang là cổng này này. Là sẽ qua nút volume. Đấy, các bác thấy chưa? Còn nếu không có nút volume nhá, không có nút volume là cái cổng bên trái này này. Đây. Đấy. Con này tuyển chọn cho bác đẹp hơn con dưới. Đấy, bởi vì bác nói là tìm cho bác còn đẹp hơn. Thì chiếc lọc này em xin phép báo lại cho anh em giá là 2.800.000 bao cước cho anh em. Số series máy mà cháu sẽ gửi cho bác là 02556 Made in Japan. Bên em sẽ dán thêm tem của hãng bên em ở đây, cửa hàng bên em ở đây để đảm bảo cho bác. Và sản phẩm này có bảo hành cho quý vị và các bạn trong vòng 3 tháng. Có lỗi làm gì các bác cứ liên hệ đến địa chỉ 752 đường Lý Biên, thành phố Nam Định. Số điện thoại của em là 0972192087. Thank you anh em đã xem ủng hộ kênh và cảm ơn bác đã ủng hộ. Bên em vẫn còn một chiếc nữa nhá. Bác nào chung kết thì liên hệ đến bên em. Giá vẫn 2.800.000 trên một sản phẩm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you quý vị và các bạn.